vâng chào mọi người nha thì uh, quay cái giống uh, cám kình kép hay được gọi là kình sen đôi màu đôi màu mọi người nhé thì uh, mình quay uh, từng cây màu đổi cho mọi người xem để mọi người có thể dễ dàng hình dung ra đây là một cái sổ uh, cái giống đang nụ mọi người nhé dòng này uh, thì cực kỳ dễ ra hoa và xuyên hoa mọi người đây là cái một trong những cái là gọi là vàng cám kình kép mọi người này gọi là vàng cám mọi người nhá đó Màu sắc này là vàng cam kênh kép mọi người này đó. Còn màu này này là 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 à, cam vàng mọi người này. Đỏ 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 có nghiêng qua phần đỏ xíu mọi người nha. Đó. Đó như vậy là nó nhiều màu mọi người nhá. Bởi vì à, gọi là kênh sen đổi màu thì nó đổi màu ra nhiều dạng, nhiều màu sắc khác nhau. Như à, cánh hoa trên này cũng vậy. Nó có à, cánh thì vàng mọi người này. Đó, cánh thì vàng mọi người. Đó, vàng rồi có cảnh là cám vàng đó cho nên được gọi là bông trang cảnh à, à, sen à, đổi màu mọi mà người. Đấy, hôm nay à, thì à, à, chủ yếu review à, dòng hoa cảnh sen à, đổi màu với à, dòng à, cám cảnh kép mọi người nha. À, hừ, hồng 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 kép đấy còn đây là cái mặt hoa à, hồng cảnh kép mọi người này đó. Ờ, một cây uh, nhỏ nhưng là có nụ hồng cành kép như những cây này thì uh, cũng đang nụ uh, hồng cành kép đang uh, rất là đẹp luôn mọi người nhé đó đây này đây gọi là hồng cành kép đó như cây lô hồng cành kép này này cao mọi người đó hồng cành kép cây uh, rất cao đang bông mọi người đang chỗ uh, bông cây nào cũng đang đơm bông mọi người nhé còn phía trong này là vang cành kép mọi người này đấy mình cũng review luôn cây mặt hoa À, phùng hoàng cam mọi người nhé đó đây là cái mặt hoa phùng hoàng cam đó như sọc 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 vàng cam mọi người rất là đẹp luôn đó, màu sắc quá tuyệt vời đây, còn màu sắc này là màu sắc uh, của tìm sen vĩnh châu của thị xã vĩnh châu uh, sóc trăng đó cái giọng đang uh, lên rất là đẹp luôn đó đó và tìm sen vĩnh châu này kép hồng kép đây lò bên này là đây cám kép này mọi người đó À, cho nên là có nhiều màu sắc đến một cái à, nụ bóng mọi người nhá đó cây hiện tại đang còn rất còn nhỏ nhưng là à, rất là dễ chịu ra bông dòng này rất là dễ chịu dễ trồng dễ ra bông đó mọi người đó thấy toàn bộ là được nợ à, Nở búp mà sẵn đó mọi người nhé đó toàn bộ là à, nở búp sẵn luôn cho nên mua cái dòng này là các bạn à, yên tâm là về có à, hoa chơi liền đó tìm sáng với cháu thì các bạn trong khoảng à, à, 6 tháng à, đến một năm thì nó sẽ cao như vậy mọi người nhé đó tìm xem vĩnh châu này mọi người đó đang nở nụ nở hoa rất là đẹp luôn cái khỏ bông này là rất là dày bông hoa rất là thơm luôn đó mọi người mình qua xem cái dòng tím uh, uh, Mỹ hồng như thế nào nhá đây là cái dòng mị hồng mọi người này dòng này bảo đảm là rực rỡ luôn đó bông cực kỳ là xiên bông đó, dòng này đang nở rất là to luôn mọi người nhá đó nhìn các bạn nhìn một cây này ôi quá tuyệt vời bên kia nở quá trời bông luôn đây, còn đây là cái phùng hoàng cam đó mọi người phùng hoàng hoàng kim đó bông đang rất là đẹp đó mọi người nha vườn hoa thì rất là nhiều loài bông thì quay review các loại mặt bông cho các bạn xem nhá đây quay cái mặt hoa trắng sọc đột biến từ cây dòng bông trang mỹ hồng mọi người đó, trắng sọc đột biến mọi người này đó cây đàn hoa rất là đẹp luôn dòng này là được gọi là bông trang mỹ trắng sọc đột biến đột biến từ cây bông trang mỹ hồng đây còn đây là vàng son ngũ phúc mọi người dòng này trái nhiều lắm mọi người này đó vàng son ngũ phúc mọi người hoa cũng tàn hết rồi mọi người nó độ trái hoa tàn hết rồi bông hoa năm cánh trên vàng son rất là đẹp luôn đó quá tuyệt vời luôn với vàng son ngũ phúc còn dòng này là dòng trắng lát trúng mọi người dòng này thì nó xiên hoa nên cây cực kỳ lâu lớn luôn mọi người đó đông quá trời cây to rồi à, dòng này là dòng uh, tím uh, sen là trung thì dòng này thì nó có nghiêng về màu tím nhiều hơn so với những với dòng còn lại mọi người đó tím sen là trung này màu sắc màu tím mà uh, khả chi là tuyệt vời luôn quá trời bóng đẹp luôn mọi người này đó còn cái dòng này là hồng cảnh sen mọi người nhé hồng cảnh sen đó đây là được gọi là hồng cảnh sen đó màu thì uh, đó đường ở trước là tìm sen là trung ở sau là hồng cảnh sen mọi người nó rất là đẹp đó còn uh, qua đây á, là dòng uh, hồng phấn là chân hay còn gọi là hồng phấn là trung mọi người đó dòng này như trắng uh, là trung uh, cực kỳ là xiên hoa luôn đấy mọi người nhá đó ồ trời quá nhiều bông hoa mọi người xem thì đừng quên ủng hộ cho hoa một like một subscribe mọi người nhá còn đây là còn đây là cái mặt hoa đỏ sọc mọi người đó đỏ sọc đang có một cái búp bông hiện tại bông này cũng nở lâu rồi sắp tan rồi mọi người nhé đây đó đây là cây dòng à, hồng phấn sữa mọi người đó vườn có à, cây hồng phấn sữa đang à, đổ bông quá trời bông quá trời à, đây mọi người vườn hoa hiện tại đang à, quả trời dòng bông trang à, đáng nở mọi người mọi người xem thì à, mọi người đặt hoa mình về à, mình à, làm một khu vườn à, nhiều màu sắc như những cái dòng mà Hòa đang chia sẻ và tư vấn cho quý vị anh chị. Đây dòng này là dòng vàng à, vàng tàu tàu Thái Lai mọi người. Đó, một cái khá là to luôn. Đó phía sau lưng là cái màu trắng, quá tuyệt vời. Đây dòng này là dòng mỹ vàng mọi người này. Trời, màu sắc mỹ vàng rất là tuyệt vời luôn đang nở nụ. Còn quá cái dòng mỹ vàng là mỹ cá mọi người. Cho đó mỹ cá. Đó mọi người thấy rất là nhiều hoa đẹp luôn các bạn xem video thì cũng đừng quên ủng hộ cho một like một spray nhé mọi người đăng ký cũng còn rất là nhiều hoa nữa hoa sẽ giới thiệu sau thì vườn hoa đang nở rất là nhiều cảm ơn mọi người theo dõi nhé chúc các bạn xem video thật vui vẻ